cá rán ròn, cá chiên bột cá chiên bột này là quá tuyệt vời, quả này là đỉnh của đỉnh luôn, giòn lê quyền thể hiện. Còn đây đây là món vật đậm đà khói. Thứ ba vào nó ra dâu. Mời cả nhà nhé, đây là món cá rán ròn. Ui giời, chảy nước miếng luôn, rớt nước miếng. Xin chào tất đại đình nha. Hello, xin chào cả nhà nhá. Đấy, con cá này mới tươi luôn, vẫn còn đang vẫy. Đấy. Cá to nhỉ, con này có chép sông à? Chú đi câu được hay là gì đây? Câu được. Câu về. Đấy, to vật vã nhỉ. Còn chưa cả nhà. Con này rơi vào tầm độ khoảng con là phải tầm 2 kg. 2 kg nhỉ? Tầm 2 kg. Đặt được thau xem nào. Đấy, ui nhảy. Con này cơ mà. Tuyệt vời. Con này nó rơi vào tầm độ khoảng 2 cân cả nhà. Một can đấy gần to vật vã. Đấy, một can dầu 5 lít. Vẫn đang ngáp. Tươi giói nha. Cái này là Lê Quyền đi câu được này. Đấy. Mang sang đây để cho anh em thưởng thức. Con này tuyệt vời đấy. Chưa biết là làm cái món gì đây. Để suy nghĩ xem. Cái này để cho Đình Xuân thể hiện. Cá chiên dầu. Cá chiên dầu à? Con này để cho Đình Xuân hoặc là Lê Quyền làm. Rồi khớp kèo. Đấy cho... cho Chu Nghĩa tổng hợp ra thể hiện cái món gọi là cá chép này, làm cho nó quen đi. Đấy. Lê Toàn sẽ đi mua gọi là rau cỏ các thứ để chiến đấu cái món cá chép sông, gọi là đẹp đẽ cả nhà, làm rất là đẹp này. Đấy, xong bây giờ Lê Quyền sẽ tẩm bột vào để chiên. Làm cái món này là hơi lạ đấy. Ok, vừa chưa? Chú bật đây xong rồi chú cho mỡ vào đi để cho nó nóng đi. Đấy. Cho một gói này vào thoải mái. Thừa mai làm tiếp. Thừa còn gói nữa, cho tất. Làm nó đủ thôi, cho tất. Món này là ăn lạ đấy. Cái quả chép sông này quá là đặc này lại ướp lâu lắm, gia vị trước ướp rồi đấy, xả gừng cái gì ướp hết rồi đấy. Bây giờ là mé này vuốt thôi. Mé này là vuốt để cho nó vào, cho nó gọi là tẩm cái dầu à cái bột vào. Nó khô. Có thì bắt đầu cho dầu cả nhà. Đấy, làm cái chảo. Quá tuyệt vời. Tất. Cái này phải 10 lít nữa mới đủ. 10 lít đủ. Kia bảo rồi đúng 15 lít. Con cá là 10 lít dầu đi mà. Đấy, bắt đầu cho con cá vào trong xong. Tẩm luôn gia vị hết rồi. Chà chiên trong xong nhá. Một lần cho cái chảo hơi bé cả nhà. Nên vào cho cái xong này. Đấy. Quá wow, khớp rồi, vừa hai cái xong đấy luôn nhỉ. Vừa khít nhỉ. Xong vẫn chặt. Vẫn đang xèo xèo cả nhà. Món gì các em ơi? Có cái món gọi là cá chiên. Đi câu được con cá, Lê Quyền câu được. Anh ở nhà anh ngửi mùi thơm quá. À. Anh phải chạy đến ngay. Lê Quyền câu được con gọi là to vật vã. Cá chiên là câu ở sông à? Sông. Hai cân đấy, to. To nhiều mỡ luôn, to lên. Sắp ăn được rồi cả nhà. Ngon tuyệt vời ở một trời. Thơm phức. Lê Quyền ra tay gọi là cái món chiên đấy, cái miếng này. Anh ơi, đấy em ướp thơm à? Trước hết mình làm cá phải ướp gừng với cả gì mình vuốt sạch sẽ ướp á. Ướp đấy, bây giờ xong rồi cả nhà. Đấy, mời tất cả đại gia đình cùng thưởng thức với cả Lê Toàn, đấy Lê Quyền. Rồi xong rồi đấy, mời tất cả đại gia đình nhá, thưởng thức cái món gọi là hồ đừng đặc sản. Đấy, gọi là cá chép sông Lê Quyền hôm nay thế nào, đi câu được con to thế chứ nhỉ. 2 kg to thật. Mày nó về gặp ngay các bác đang đứng về câu cá, về đang vừa chiến xong. Em vừa chiến xong. Xin chào. Ê vào đó. Chào nhà. Cứ như vả thì vả hơn chục quả rồi thế mới gì. Cho nên là ta nhìn cái mắt trong này ta biết này, để có giống qua mắt được tao cái mũi được cá nắng đạp đi nắng suốt ngày, ta ngồi câu cá suốt ngày quanh năm ngày tháng chân chạy tới người này. Thế thì anh à, nhìn cái mắt nó là chính. Thế nhá. Anh này trường đời ra ngoài đời về từ năm 14 tuổi
Bây giờ quay về cái đất xóm xóm nhà này, qua làm sao mất anh cái gì? Phải có võ thì võ. Võ thì võ. Cái món giá trên giòn là mình phải cuốn với cả rau ghém ăn này, nó mát. Nhưng mà có con cá thì em cứ làm một nửa một thôi, rồi cho anh còn ăn đâu, anh không ăn cá rán. Ngon quá. Đấy, gia vị ướp thế mới ngon anh ạ. Thơm. Thơm, ngon, giòn. Khuấy khuấy. Đảo đảo. Thôi 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 thôi, tập trung một chút mô lại anh em, cứ toàn kẹt. Kẹt đấy. Ờ, kẹt cái này xem nào. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, lại là lá này đã trộn một miếng rồi. Đấy, tặng liên tục. Cạn thế này đấy. Chào cả nhà nhá. Hôm nay là món cá cá rán. Cá gọi là cá rán giòn, cá chiên. Cá chiên bột. Cá chiên bột này là quá tuyệt vời. Còn này là đỉnh của đỉnh luôn. Giòn Lê Quyền thể hiện. Cho còn đây đây là món vảy rồng rán. Họ này món này ngon đấy. Gì mà bát chấm chua cay của Đinh Văn Xuân làm cái món này. Chú sức nhà mình làm cái món này cũng được, cái hợp với bát biển. Ngon nha. Giòn lắm. Giòn ngon. Giòn. Giòn chưa? Giòn tan. Được. Giòn. Ui giời. Giòn cực khực nhảy. Thèm quá. Thèm quá cả nhà. Mình mới làm miếng thèm lắm từ nãy giờ. Đây là con thử này này. Rồi được, anh ăn thử cái này đã. Đây là view thử cái này xem đã. Mời mời cả nhà nhá. Này. Cần cực. Này. Cái vải rồng. Ăn thử xem cần cực. Cái này rất là giòn rồi. Rốn nó bị thối nhá. Đấy, nè. Đây là đây là đây là cái vảy của nó này. Mình không thể vứt đi đâu được. Cấm vứt đi cái gì? Hôm qua ngứa rốn qua một tay ngoáy là nó bị xước. Rồi đó. Làm sao nào cá cấm vứt đi cái gì? Không vứt đi cái gì nhỉ? Giòn cực. Giòn sống vào trước. Đấy. Thế này nó mới xước. Bác bị bụng phẹt, dòng này bụng phẹt quá. Rốn thối. Rốn thối, cái dòng này rốn nó thối. Nó hít vào. Ui. Nào anh mới chúng nghĩa làm cái cho nó mát mẹ thằng người. Ôi giời, bơ cả nhà. Chia sẻ rồi. Anh em cứ bơ cả nhà. Ngon quá. Kem nè chú. Lâu lắm không gặp chú em. Chú bận xây chú nhà cao. Ba cái cơm em pha được không? Chú nghĩa là chuyên làm cái này. Pha được đấy. Không phải không đơn giản đâu, pha đấy là ngon đấy. Vùng đỏ ở nhà tiền tỷ cả. Chanh hạt tiêu. À, bên Phạm Mộc đóng nhà là biết biết pha. Không pha quá. Và quả bát nước chấm này là đỉnh của chóp đấy. Đỉnh của chóp đấy. Đỉnh của chóp đấy. Ớt chanh hành tỏi, mắm muối mình dính. Đúng khẩu vị của bác biển này. Ngon. Như là suốt ngày uống rượu bác biển thì mẹ không phóng được tí khô nữa thì chết. Đầu nó lâu rồi. Đầu nó phải lấy số. Ngu nhiều quá rơi cả điện thoại này nhá. Đầu cũng làm miếng cá review miếng cá gì nhỉ? Cá rán. Cá rán. Đây này. Ủa, xem này còn nhớ nhớ anh. Cá rán cuốn với rau sống ăn cho mát mẹ thằng người. Ăn mát mẹ. Gặp mấy miếng ớt, bác ăn cay bác phải gấp. Ủa anh, không có rau rau mà, thôi rau rau vào. Có rồi, bắt rau rau bác ăn rồi. Ăn sau. Anh ơi, cho tiền rồi cho đi rượu tí nữa. Xong cái là tập quân. Này hãm à, này hãm à. Ngon lắm cả nhà, ăn uống phải cái này nó sướng không? Hoang dã thiên nhiên. Vậy nó mới ngon hấp dẫn. Chấm thêm tí nữa cho đậm đà, thơm khói. Thứ ba vào nó ra dâu. Mời cả nhà nhá. Đây là món cá rán ròn. Ôi giời. Chảy nước miếng luôn, rớt nước miếng. Ngon. Đây này, đấy anh ơi, 7-8 loại rau nghiền này. Một. Hơi bị đầy mồm. Đầy mồm. Ăn đấy nó mới gọi là xứng đời ta điền. 7-8 loại rau nghiền nó phải đủ để đấy. Ròn. Ăn cứ như kiểu như bim bim trẻ con. Có cả rau ngủ trắng nha anh nha. Em bố anh tô này là bao nhiêu loại rau? 1, 2, 3, 4, 4 cái. 4 cái là anh nhầm rồi. 4 là anh nhầm rồi. 5 ngàn. Cái rau rau 5. Nhiều. Rau thơm nữa. Này, quá đủ vị. Cá chiên bột này nên Lê Quyền có nhận là bảo làm cái món này ngon đấy. Lại gà mồm. Lần sau cứ làm cái món này ăn này, dễ ăn này, nó giòn, ngon này. Quấn mấy cả xà lách này. Đấy. Rau thơm. Quấn với các loại rau gia vị. Còn nha, xin em xin phép các bác nha. Em làm cái hợp tình hợp lý. Em rồi. Làm cái bát này, có khi em bê cái bát này em về. Là nhớ mốt mỗi người vào một bát này. Ôi, cái nào bát này mà đấy. Em mà về cái là dỗi ngày này, cá ngon mấy cũng ngon bằng bát nước chấm. Ui trời ơi. Nhổ mẹ một tí nữa vào cho nó có hương vị đậm đà. Ngon. Không nói được. Gọi là không lên lời. Không lên lời.
Được. Giòn lắm. Giòn cực kỳ, gì chấm chấm ở chân. Bác phải nửa nửa để bác vào khuất cả tỏi lẫn ớt mà. Bác ghim đi. Bác ghim vừa thôi mà hết tỏi đấy. Tỏi ớt. Ôi cần gì bác và hai bác ẩm. Ẩm. Ô mày có người phụ họa chứ cái đỉnh. Ngon quá. Nhòn, giòn. Giòn chứ phải chính là có người phụ họa. Đấy, kèm theo rau chứ vào ăn là nó giòn hơn. Hôm nay là anh em là có món cá chiên xù. Đó thì nó là đồ cá món cá rán cũng được. Có trong như ở nhà mình làm cái này rất ngon. 2 cân 3 kg. Hơn 3 kg à? Ừ. Nó phải tầm đấy nhỉ. Không, đầu tiên Lê Toàn nghĩ là 2 cân nhưng mà nó phải hơn. Thôi lâu anh em mình cho anh em mình làm cá riêng nhỉ. Ôi trời. Ờ hai anh em mình chơi to lắm nhỉ. Chú Xuân chú lại nữa. Lâu lâu rồi anh em. Chú này bà lại coi thường khinh thằng em. Rồi cái tình hợp lý, không tình hợp lý. Cái vấn đề kệ chú. Đấy. Wow. Khớp. Quá khớp à? Nhưng mà cá câu ăn vẫn ngon. Cá câu ăn. Nhưng mà cá ra chợ ăn là không ngon. Nhưng là cá bây giờ cái xuống nhà Bùi Tôn với nhà bác Phở ăn thì đúng là đẳng cấp nhất. Hôm nay thầy cháu nó phải nó câu cũng sát hủ. Thầy cháu nó câu cũng sát hủ. Câu nó ngon đấy. Nó đỉnh nhất. Đỉnh của bà chót. Cháu này nó câu đạt tiêu chuẩn. Ăn cái đấy là giòn đúng như kiểu bim bim. Bánh chanh thì thật như bánh bim. Bánh này ăn giòn còn hơn cả bánh tráng. Ừ, giòn như bim bim. Ăn cái đấy đúng như bim bim nhỉ. Cái vẩy cá cả nhà đấy nhưng mà giòn lắm. Nhiều hơn này. Nói chung là vứt đi cái này là phí đâu, cái này không vứt đi đâu được. Mổ một con cá ra không vứt đi cái gì. Đấy, chỉ không vứt đi cái mật với cả cái gì. À, vừa nãy để ý nghe có mỗi ông biển ông như thế cuộn nút tục nhỉ. Cuộn ăn uống nó thế. Vừa nãy lại sướng mồm. Cứ bảo vẩy rồng xong lại quá ra phải có vẩy rồng đâu, ăn toàn thịt không. Cứ mà ăn cái này phải cuộn liên tục mới ngon, nó hấp dẫn, nó đỡ nhạt mồm nhà mình. Lấy cái xìa mà xúc ớt. Ui dồi. Đã đời. Ui dồi. Đấy, ngon đấy. Ở đây là khớp, nghe có vẻ là hơi mới khớp, khớp lời, khớp lời, khớp nhạt. Chanh nhau, đấy, ba người, khớp luôn cả ba. Ui dồi. Khớp thế. Hay là lâu anh em mình không ăn, giác có thèm nhỉ. Đúng rồi, ăn giá nó giòn, ngon. Mấy hai nhá. Của không con nhà đúng con cũng vẫn hết, nó ngon rồi. Cái tội nó ngon cái chỗ ấy. Nó đông người. Đông người ăn nó ngon. Mình anh mới toàn làm video thôi. Thôi, hồi ăn nó ba miếng. Cố mà ăn làm video, cố mà ăn phải ngon. Đông người ăn này nó mới thèm này. Kiểu như tranh nhau ăn nó mới thèm. Anh mình nói vui thôi, nói chung là anh em là cứ gọi đông đủ nó vui. Đấy còn bình thường thì nói chung là mỗi người mỗi việc. Cả chú Quyền hay là chú Xuân ấy thôi, bác Biển ấy thôi, mỗi người mỗi việc, nên là kể Lê Toàn đấy, chú Nghĩa Đồng Hợp thì cũng bận suốt, mấy khi anh em mới được ngồi với nhau đâu mà, chứ không phải là gì. Đấy, cá này là cá, nói chung là mình vẫn gọi là thích cái món gọi là cá sông, gọi là nó là chuẩn. Lê Quyền kiếm được. Nào kèm cái cho nó chúc... À, đại gia đình đang xem sức khỏe nhá. Đấy. Nên là nên rồi. Chúc anh em sức khỏe. Hết ạ. Buổi chiều tối an lành. Tăng thử mà hết á. Nhưng anh vừa ăn trứng cút xong sợ nó lại nôn. À. Được. Rượu ngon. Đã được cái điểm nhỉ. Rượu này uống rồi êm ru. Đấy. Hơi xa một tí. Ngon quá. Nhưng ớt vẫn ít, đĩa vẫn còn. Thôi để mai bây giờ bắt chú Xuân đứng dậy nó khổ chú nhỉ. Em phải làm cái tảng cò này nó mới sướng. Đùm còn đùm mắm tôm. Nhiều người thì cứ bảo em ăn tham như này, không biết nhưng mà anh em mình ăn em có phải đủ quả. Nói chung là mình phải ăn làm view cho người. Chứ là ăn ngon thôi anh em mình còn là vừa vừa. Làm view. Làm view cho mọi người ăn, mọi người xem. Hello. Là cứ phải ăn to, ăn khỏe, tạo cảm giác ngon cho tất cả đại gia đình đấy. Nhưng Lê Quyền này là tạo cảm giác ngon cho cả nhà thèm, chứ không phải là ăn tham cả nhà. Bây giờ ăn uống bây giờ suốt ngày quanh năm ngày tháng ở nhà gà nó có cá, có thịt đấy, có cá có thịt có gà này, ăn suốt ngày có phải là thiếu thốn gì đâu. Nhưng mà ngồi lên trên mâm này là cố gắng cố gắng ăn cả nhà đấy, gọi là ăn hết mình để tạo cảm giác ngon cho tất cả đại gia đình xem. Nôm na như vậy. Sao? Mọi người xem này, yêu quý Lê Toàn mấy cả. Có xương không? Không. Cho lên tầm like nhá. Cố gắng để ra những clip hay nhất để gửi tới mọi người. Hết sức cố gắng. Chấm cho Lê Toàn là phát. Ngon đấy.
Ui giời. Rồi nên rồi. Nhà phải chưa còn cọc. Được. Nhìn bác cộng, nhìn bác ăn rất nhiều người gọi là phải rớt nước miếng rồi. Tầm này đói mà nhìn là rớt nước miếng luôn. Đó, giòn tan. Giòn tan. Nhà cả xương kêu không cọc. Ngon. Mãi ăn mãi quay quên mẹ món quá. Ôi rồi ôi, từ nãy bây giờ quên cả cái ruột đấy. Rồi không sao, bỏ ra vẫn kịp. Một con chó nhà ăn làm gì mà vứt đấy. Mải ăn quá cả nhà này còn quên cái món ruột này. Món ruột tôi vứt cho chó đầu tiên ăn. Đó. Ăn làm cái gì? Ruột cá này. Quá là ngon. Quên là thế nào được? Ruột cá má hồng. Nghe nào. Ok đấy nhỉ. Lốt trên này. Lốt trên này nhưng mà thôi cũng chào tất cả đại gia đình bởi vì là video nó có thời lượng cả nhà. Đấy còn cá ăn thì cũng gần hết rồi. Đấy, thôi hẹn cả nhà sang clip tiếp theo sẽ cố gắng ra được những clip hay nhất để gửi tới mọi người. Xin chào tất cả đại đình cả nhà. Anh lại ăn cái rồi. Cái nào nhỉ? Rồi, thank you mọi người nhá. Hẹn cả nhà sang clip tiếp theo nhá. Nhớ cho Lê Toàn một like nhá để ra được những clip tốt nhất. Thank you mọi người.